Hey yo, what's up guys? Mình là Ao Channel đây. Hôm nay mình sẽ unbox và review video cho chúng bạn. Hoa anh chi luận mặt trời ảo ảnh của Ao Linh. Mẫu Yoyo Hủy Nhật Lôn này đã xuất hiện trong Attack 2 Lên Thần Chiến của Từ Đỉnh Yoyo. Về ngoại hình thì thiết kế đó, hộp thì nó như là một cái kệ trưng bày vậy, nhìn nó rất là đẹp mắt thôi các bạn. À, nhìn bên hông, ở trên và hai mặt sau trưng bày rất là đẹp. Và cái tên Yoyo này nó được in cái viền mạ nhìn nó đẹp hơn. Nhưng mà sử dụng với Ao Linh. Đây, đây là linh vật của Ao Linh. Về tông số Yoyo level 5 chẳng được 3 bộ phần tiếp nhau. Đây là phiên bản chỗ 2005 nhé các bạn. Unboxing time. Yoyo mặt trời ảo ảnh đóng gói trong một cái khay như thế này. Wow, nhìn đẹp dã man luôn. Đẹp. Đẹp. Đẹp thật. Bên trong Yoyo đi kèm một con Yoyo, một cặp tinh thể năng lượng, một thẻ bài catalog sách hướng dẫn và một string. Đi kèm một tờ catalog nó như thế này nè. Đây là tinh thể năng lượng, còn đây là hub stack kiểu hình tròn, còn đây là hub stack cái này nè. Và list Yoyo cho chúng ta thấy là Ice Squirt S, Dark Fever S, Peter Play S, Antelion, Burning Wheel, Flashlight Blade S, Frozen Blade S và Freeze Beacon. Sau khi mở hộp Yoyo mà chờ ảnh cho chúng ta thấy ngoại hình của nó, nhìn nó là nhựa đúng không các bạn, và bên ngoài nó sẽ đắp hai cái miếng vòng kim loại như thế này để cho nó tăng trọng lượng, thuộc dạng Fire Metal Yoyo. Đây, Hủy Nhật Luân My Kingdom ra cái tên mặt trời ảo ảnh vậy nghe cũng hay đúng không các bạn. Đây, logo Audi ở góc này và ở trên là 2015 Audi Yoyo Collection. Thì nhân vật sử dụng đó chính là Ao Linh nha các bạn. Linh vật của nó là con kỳ lân. Và đây là cặp tinh thể năng lượng màu xanh đi kèm của nó. Thì mình test thử. Ngoài linh kiện tinh thể năng lượng ra, có thể gắn những cái phụ kiện như là một cặp hub stack trong con Eggert. Đây, mình sẽ gắn cho các bạn xem nhé. Đấy, đẹp phết. Đẹp phết các bạn ạ. Cách tháo ra thì rất là dễ thôi, không gì khó khăn cả. Cái khớp thì tùy. Cái cap finger spin á có thể gắn vô được, nhưng mà trước khi bạn gắn cái cap finger spin là phải đột hai cái miếng, hai cái lỗ này nè, để dùng cái cây để nạy ra các bạn. Trường hợp nếu mà gắn chặt rồi thì dùng cái phần da rột giấy để nạy nè, sờ mấy chỗ này nè, bật lên, cứ bật lên là ok. Bearing của Âu này đa số là 8 bi hết các bạn ạ. Red test con video này cho các bạn xem nhé.
阳光灿烂一天出发，心中许下的承诺，大家一生也信守，蓝天之下的约定，天大地大各不同的路，你和我要踏上成长的旅途，漫长路上感到孤独，你或请你相信我。 Sau khi test vô mặt trời ám ảnh cho chúng ta thấy về ngoại hình con này kiểu bay metal, nửa nhựa nửa kim loại và rất là đẹp ha các bạn, nhìn cái đề can nó hơi gương gương tí, rất là đẹp. Về ưu điểm, con này có thể gắn được tất cả các linh kiện như là hub stack, tinh thể năng lượng 106 màu và cái cap finger spin. Về nhược điểm, như mình đã nói là cái vòng bi rất dễ bị reset và bị nhảy trở lại, mà chỉ cần tháo ra clean bằng tăng chiếc bô cho đến khi ok thì thôi. Trai dầu cũng được nhưng mà một ít thôi nha, như một mũi kim. Còn nếu bạn tiết kiệm chi phí không mua đồ bộ mi mới, chỉ cần lấy giấy nhám chà phần rỉ sét này nè, rất là ok. Theo mình thì con này giá cả của nó không tới 200, cho tới bây giờ chơi rất là ổn áp, không có gì để chê, chỉ điểm chê ở vòng bi thôi. Và cái điểm thứ hai nữa các bạn lưu ý là cái vòng kim loại này rất dễ bị oxy hóa khi bạn để ở ngoài hoặc là tiếp xúc không khí gì đó quá lâu. Còn nếu bạn muốn tẩy sáng bóng nó đi, bạn chỉ cần mua cái mở bô chống rỉ sét cất chà vô là nó sẽ sáng bóng lại như cũ. Và kỳ tới khi nào con Yoyo này bản chữ tiếng Anh về thì mình sẽ làm clip unboxing và so sánh nhé. Cảm ơn các bạn đã xem hết video của mình. Nếu mà cảm thấy hay cho mình một like và subscribe kênh của mình nhé.